Ủa em cắt dài với vậy gắt chọt không? Không còn thôi. Thầy ơi nóng mà dài vô nữa nó tỏi chậm thôi. Hay đuổi này cho cắp cho. Đuổi này cho cắp con tôm cho, đưa đây. Thôi. Kê cái dĩa con, kê cái dĩa vô chỗ của cha ra. Ừ, kê ghê quá. Ừ. Cắp ra đó gì con. Nước này cũng sôi sôi em cho mắm vô nữa nha. Đó, có bịch mắm. Mà mắm ăn cần cà phê. Mến chào đại gia đình, vợ chồng anh Sáu mến chào đại gia đình nha. Chiều nay bà Sáu có làm món gì nè cả nhà? Bà Sáu làm món gì bà Sáu? Chiều nay em nấu lẩu mắm. Mắm gì? Lẩu mắm với cá chê á cả nhà. Cá chê thái cả nhà ha. Cá chê thái gà. Mớ thịt với mớ tôm. Mớ tôm cho con. Nãy em vợ lú được mớ tôm. Đây, vô. Cái món này cái gì? Cù nèo hả? Cù nèo, mốt với nữa. Đậu đắng. Đậu đắng, ba món. Ủa em cắt dài với vậy gắt chọt không? Không còn thôi. Thầy ơi nóng mà dài vô nữa nó tỏi không chậm thôi. Ừ nó teo thì mình lấy đủ ăn thôi, nó nhiều quá không hết. Bữa nào cái đó bữa nào mình có mình làm gỏi cũng ngon lắm á. Biết làm gỏi không? Bắp chua á. Ờ bắp chua. Bữa nào đi. Làm mấy bắp chua cũng ngon. Lá này ăn không anh? Em ăn thì bỏ vô nó non là ăn được chứ hả? Ngon nghèo hả? Ừ. Tôm nó có bún rồi mà. Em cắt đầu nó gọi bún gì? Thấy nó còn nhảy nhảy kìa. Ôi no quá vàng luôn á, ngon. Non cái này non à. Quá sáng giờ nó thì mát mà nó quéo quá. Ở nhà thấy ngoài đó mưa không? Bữa chiều nào em quay clip cũng mưa. Có buổi chiều bà xã em ở nhà thôi. Còn bình thường đi mấy cái thứ sáng rồi đi học không à. Ít có ở nhà. Mà quay chiều đa số nghe mưa không? Vui không? Cái món đó chừng em ăn nhiều đó. Ừ. Anh ăn ít sạch rồi. ăn nhiều là giữ đúp lô xì đó. Chắc theo kiểu nấu canh á, bên xéo bên đây xéo bên kia á, nó giật. Ý nó mỏng rồi cho nó nhanh cũng được. Ừ, trụng vô mình cho sơ là ăn được rồi. Gục quá nó cũng không ngon. Chả này nhỏ, nhỏ mình chả này hồi em bỏ vô chung phải không? Này gì chả hả? Ăn hết không hết thì thôi ăn nhiêu đó được rồi. Đừng có nặng thì nặng vài cục ăn chơi. Ăn chơi thôi đừng ăn thiệt. À nhà mấy đứa nhỏ đó, nó ít có ăn rau này lắm. Nó ăn ấy thịt với cá tôm gì thôi à, mà làm rau nhiều quá là có hai vợ chồng ăn không á. Ồ cái mớp non à, tay đó em ơi, ló dài dài ra. Ồ sao mà lẩu mắm mà có đuôi heo là mệt á. Ồ ghê ta, hất hất đồ nhé. Chỗ đó không tạc à, em ngồi nó không tạc à, ngồi tắm luôn. Từ từ thôi, dao đó. Bạn ơi. Còn gỗ luôn. Gỗ luôn vậy đi. Gỗ cái lá này muốn người ta. Cho ở nhà cho một gỗ độn nè. Gỗ độn nè, gao. Gỗ gao. Gỗ gao độn vô cái lẩu mắm ăn. Trời ơi, nhìn thì ngon thôi luôn. Mấy cái lá luôn để bỏ. Rồi, ok luôn. Nước này cũng sôi sôi em cho mắm vô nữa nha. Có bịch mắm. Mà mắm ăn cần cà phê. Tối quá hết thấy luôn cả nhà. Trong nhà tối thui mưa, bữa nào cũng mưa. Nhà bà xã em đang dò chả bỏ vô. Em một cá vô.
thơm á, mắm thơm. Cái đang đổ nguyên đi. Đổ vô nước chan á, rất từ từ thôi. Đầy luôn. Không đầy đâu. Được. Không còn múc nữa chi. Cho cái nước mắm này vô luôn, nó thơm. Rồi em cứ dò chả đi. Cho muối vô. Không, nước nhiều cho muối nhiều á, nó mới ấy đó. Bột ngọt vô, ngày qua nấu không biết mà. Tí đường. Em lấy cái dĩa ấy á, cái dĩa xương hồi nãy á, mình bỏ vô luôn đi cho nó ngọt nước. Hay là hồi nó bỏ cũng được. Cái nào gần ấy á, bỏ. Ừ, nó mau chín lắm á. Bỏ xương. Không, mà em nấu món gì ha, em cũng bỏ nước mắm nè. Cho nó thơm, có cái mùi nước mắm cái vị nó thơm lắm. Tại nhà em ăn có mấy đứa nhỏ nó ăn cay cũng được cái này, em tại trái ớt vô nữa là ngọt lắm, cay. Lẩu mắm là ngon nhất luôn. Này chờ cho con mắm nó còn chín. Em làm cơm chiều xong rồi cả nhà. Là món lẩu mắm nè, lẩu mắm mớp nèo. Ngon quá. Không trời mưa luôn rồi. Mưa cả nhà nghe tiếng lắc gắt không? Ăn trong nhà luôn rồi, qua ngoài thì cảnh nó đẹp hơn. Ở nhà thì nó không đẹp thôi. Đè nó xuống nó chảy. Cái này nãy bà xã em xào sơ sơ cho thơm, thơm nứt lỗ mũi luôn. Ôi, cái nồi lẩu mèo này nó ngon lắm. Tôm chín rồi đó, tôm co kìa, đứa cho đứa ăn con đi. Từ đi. Mấy cái đó chín hết rồi. Gắp tôm cho em đi đó. Ủa? Cái gầu con tôm á. Cái gầu. Đây đũa này cho gắp cho. Đũa này cho gắp con tôm cho, ở đây. Ừ. Thôi. Kê cái dĩa, con kê cái dĩa vô chỗ của cha ra. Ừ, kê ghê quá. Ừ, ừ. Cắt ra đó gì con. Ra xa ra để nóng đó. Nó co lại nè, nó chín hết trơn nè. Chín quá nó không ngọt. Ừ, chín quá nó không ngọt. Nó quéo này lại, ăn nó ngon. Thịt chín chưa ha? Nó có dây gì đâu. Thôi chút đi, thịt chín chút cho nó đi. Chín, mỏng quá. Mỏng hả? Ừ. Thì ăn từ từ. Cho đứa cột đi. Ăn sôi lên rồi đó. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Nó khóc anh à. Rồi ăn đi. À. Cho nó ngồi đi. Đó con ăn đi rồi cho gấp nữa. Đâu có phong bì nghe nè. Mời cả nhà ăn cơm nha nè. Ờ, sôi quá. Từ từ đó, tóp đi. Để mốt thì ăn nóng quá đó. Ruột lưỡi đi. Ruột lưỡi là em hết nói chuyện luôn á. Nhớ mà. Từ nóng à. Vừa ăn không? Nóng rồi, nóng rồi. Nóng. Từ từ. Ngon ha. Có ngon. Làm miếng thịt đi. Em chiên ăn rau không à? Chả em mê rau lắm á nha. Nè em quay khúc này cho cận cảnh một chút đi. Tại vì em để máy xuống nó không được trong, nó không được rõ. Ăn gì con? Đi đi. Ăn. Chả em bỏ cá vô. Không bỏ vô nữa. Từ từ thôi. Bỏ nhiều quá nó nhừ.
bắt cùng nèo cho em ăn đó bác. Con ngồi chút qua đây chút nè, dời qua đi, dời qua chút qua đi. À, rồi vậy được đó, đừng có chồm quá nha, đừng có chồm phía bên mẹ quá, ngồi đó đi. Tại em không đưa mấy đứa nhỏ vô được ở nhà, tại vì khi khi bật kiếm tiền xong á, là ký kết cái hợp đồng bên YouTube là có trẻ em là mình phải bảo vệ trẻ em ở nhà, không có đưa lung tung được. Nếu mà đưa trẻ em á là không có đặt quảng cáo được. Thường á đặt cái nội dung mà đặt quảng cáo được á là mới có doanh thu, mới doanh thu cao. Còn mình không đặt quảng cáo được á là doanh thu chết lắm. Cái lượng đề xuất nó cũng ít nữa, cho nên em không có đưa mấy đứa nhỏ em vô, em ăn hai vợ chồng thôi à. Cả nhà thông cảm đi. Chứ nếu chịu đưa là em đưa từ đầu rồi. Tôm ngon. Từ từ nhai nghe em, không có gấp đâu. Ừ, từ từ thôi. Từ từ, cũng nó nóng như lắm á. Ừ. Con cái nhai, tôm nấu mắm mình ở nhà ha. Cô chú anh chị các bạn ăn nấu mắm bây giờ chồng em. Nước là chà dâu. Cái nào không mở không? Có mở rồi. Nóng nha, cù nèo nó nóng á. Văng nha, từ từ. Văng. Không là thôi. Ăn thì thôi, mình uống cháo là thôi. Khỏi ngủ luôn. Đi đi. Nó mình làm gì cứ rồi bọt được chứ. Nó nặng tôm đó. Tôm đã luôn đó. Rồi nó lộn đó, quỷ ăn. Đi ăn con, ăn cá đi đây, cá rồi con ăn điện hết rồi. Có khi em ăn bắt đem cái chén cái lơ, vô cái dĩa cái vô em đem ăn chứ. Không. Ừ, cái đậu chín chưa ăn không? Có hồi nhỏ không? À, cái gì vậy? Giàu lắm đi rồi. Có mấy cộng dân không? Không biết. Đứa nào muốn có mua cá không?
Đừng mua cá hả? Ờ. Từ từ. Mua cá không? Không, em ăn. Nhưng mà vậy em biết sao không? Nó mới mưa quay một giờ mình ăn được. Giờ nó nắng nắng lắm. Rồi thế cũng đúng. Nắng lắm. Còn nắng. Còn không ăn chắc 3 giờ. Mà ăn trước. Nắng không chối. Nắng thì chói, mưa thì ướt, về nhà có thui. Ăn gì lùi quá vậy? Xương á. Cái đầu á. Phụ nè muốn ăn là phải cắp chảo để ngồi bớt cũng vậy luôn. Cắt thịt cho nó ăn, cắt thịt tí thôi nè, cắt thịt vậy. Tắt là cái gì à? Để làm qua sơ lược cái là tay thật á. Ê, ngồi ăn cái đấy. Không. Đang gắp cái đó cá. Cá. Cứ từ từ. Đi ra đây bỏ. Không. Rửa rồi. Dơ quá hả? Ừ, trăng dính áo nè. Em làm đắt quá, từ từ thôi, nhẹ nhẹ thả chú đẩy bùm bùm. Cái gì mà nếu ăn đi từ từ đi cho bỏ vô nữa nè. Chuẩn nè hả? À, cô nói cái gì cô đại đi cô ba nói gì nắm được cha kìa nhảy vô con ngồi bỏ con cái gì thầy quý á ha con. Cô nèo cắt cô nèo cho em ăn không? Bởi vậy nó cũng chà phải. Chà gì? Đó đó đó. Cũng chà gì cái đó đó.
con nè cho em ăn đi con. Bỏ dĩa đó đi. Không ăn hả ai ăn? Thấy dĩa đó nó rồi mà. Con ăn, con ăn. Đi sống ăn con nè. Ngon mà. Bỏ hết cá đi đi. Con ăn. Mai anh nữa chỗ rau không đã đâu tự rồi để cá trước khách ra nè đi ra đi nhà bác mày tôm cá mình được không gì vậy mắc chưa hả chưa được cái gan thôi quá chứ không ăn cù nẹo quý ngon rồi quý ăn mớp không hả ở đây nó mà thôi cá cá ăn gì còn cá ngon không còn cá mà cũng đó không phải cũng nó qua ăn được thôi đừng hỏi nè đi ra đi đi ra đứa ăn đi nè ngon không chả đâu đi mấy nhưng mà ăn cá 1 ký rồi chả rồi thịt nữa 1 ký mấy rồi 2 ký rồi đúng nhớ răng hết không được kỳ quá răng không được còn xương được em chậm được để miếng nhỏ ăn thịt em mang dao rồi được rồi hãy vậy mang dao mang cái chết cơm em có đai nấu gì vậy cho con kìa thấy thịt kìa cái hồi quý gấp á quý cho chế đi quý
video em tới đây cả nhà. Đến đây lần video ha. Tại vì ăn này cũng hết cá rồi còn cái ấm không. Nhà thấy video hay á, bữa nay cái nồi nấu mắm ngon á, ủng hộ vợ chồng em một đăng ký một like chia sẻ cả nhà. Đăng ký thì miễn phí, cả nhà ủng hộ đăng ký miễn phí ủng hộ vợ chồng em, rồi video em có quảng cáo á, cả nhà thương nó ủng hộ vợ chồng em là coi hết quảng cáo để vợ chồng em có doanh thu cả nhà. Để hẹn cả nhà mình video sau ha. Chúc cả nhà mình luôn ăn vui hạnh phúc thành công trong mọi công việc. Bye bye cả nhà luôn. Bye.